Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để chúng ta làm cho cái cây hoa cúc nó dài cây ra, không thì nó sớm đóng nụ và nó sớm có hoa. Thì như các bạn đã biết ấy, cây cúc khi mà ngày mà dài đêm ngắn thì là cây cúc nó phát triển rất là tốt. Khi đến cái mùa đông này thì ban ngày thời gian nó không còn dài như là mùa hè. Như các bạn đã biết ấy, nếu cây cúc mùa này, mùa đông này mà chúng ta không xử lý bằng bóng điện thắp sáng về tối về đêm thì là cây hoa cúc nó sẽ rất là nhanh đóng nụ. Mùa này các bạn là trồng cúc thì khi cây cúc nó đạt cái chiều cao như thế này, thì các bạn để cái nơi có ánh sáng chiếu mỗi một tối một đêm khoảng độ 5 giờ. Các bạn có thể thắp bóng điện 10W, 20W tùy các bạn. Các bạn là treo ở trên cao cách cái chậu này khoảng độ 1-2 mét. Thì cái thời gian thắp sáng cho cái cây hoa cúc này để cho nó khỏi đóng nụ sớm, cho cây nó phát triển đạt cái chiều cao như mong muốn, thì các bạn thắp như sau. Tối đến khoảng độ 7 giờ thì các bạn bắt đầu dùng điện các bạn chiếu sáng. Các bạn có thể chiếu sáng liên tục từ tối đến sáng, nhưng mà làm như vậy thì nó rất là tốn điện. Còn không thì các bạn có thể chiếu sáng theo giờ. Thì các bạn cứ chiếu từ 7 giờ tối cho đến khoảng độ 11 giờ, 11, 12 giờ đêm là các bạn ngừng. Các bạn không thắp cái bóng điện nữa, không thắp sáng nữa, không chiếu sáng nữa. Thì cái thời gian tương ứng để cho cái cây hoa cúc nó phát triển được, nó không ra lụ sớm, là cái thời gian chiếu sáng nó phải đạt từ 5 giờ đồng hồ trở lên. Các bạn cứ thắp từ 7 giờ cho đến 12 giờ, 12 giờ đêm thì các bạn tắt đi. Đều đặn như vậy các bạn thắp khoảng độ 20 ngày thì cây hoa cúc của các bạn nó sẽ đạt một cái chiều cao rất là cao. Các bạn phải thắp thường xuyên chứ các bạn đừng thắp, đừng chiếu sáng hôm nay mà ngày mai các bạn lại tắt, làm như thế nó không tốt. Hoặc là các bạn có thể chiếu sáng từ 12 giờ đêm cho đến sáng, làm sao cái thời gian mình chiếu sáng thắp sáng cho cái cây hoa cúc lúc nào nó cũng giữ ở cái mức khoảng độ 5 giờ chiếu sáng liên tục thì cây hoa cúc nó mới phát triển được. Mục đích chiếu sáng là để cho cây hoa cúc nó không ngủ. Khi mà cây hoa cúc nó ngủ thì nó sẽ nhanh ra hoa, nó sẽ tranh đóng nụ, nhanh ra hoa. Mình chiếu sáng như vậy để thay cái ánh nắng mặt trời, thay cái ánh nắng mặt trời nó chiếu hàng ngày. Bởi vì cái mùa đông này cái lượng ánh sáng mặt trời nó không đủ. Ban ngày thời gian nó rất là ngắn, nó rất là nhanh tối, nó không đủ cái giờ sáng để cho cái cây hoa cúc nó tự phát triển, tự cao cây. Nên là chúng ta cần phải can thiệp chiếu sáng để cho cái cây hoa cúc nó khỏi đóng nụ sớm. Còn một cái phương pháp nữa đó là chúng ta không chiếu sáng nhưng chúng ta dùng kích thích. Thì các bạn có thể dùng cái kích thích GA3, các bạn xịt, các bạn kéo cổ nó lên. Cái giai đoạn nó xấu như này thì các bạn bón phân LBK đầu trâu, tưới bón LBK đầu trâu trước mấy ngày, sau đó các bạn dùng cái viên sủi GA3, các bạn hòa ra, các bạn xịt vào. Thì đối với GA3 nó cũng kéo được lên rất là tốt, nhưng mà không thể bằng mình dùng điện mình chiếu sáng được. Nếu mà chúng ta dùng cái liều nó cao quá thì cái cây cúc nó sẽ rất là dài đốt và cái lá nó rất là xấu. Khi các bạn dùng GA3 thì các bạn phải cho nó ăn no phân, tức là bón phân mấy hôm trước cho nó, bón tưới cho nó rồi sau chúng ta mới xịt. Mục đích chúng ta xịt GA3 vào trong cái lúc cây hoa cúc đang được bón một cái lượt dinh dưỡng, cây đang phát triển, thì chúng ta cho nó kéo dài cổ lên, kéo dài cây lên. Chứ còn nếu các bạn mà cứ để đói ăn, cây hoa cúc các bạn nó đã già cằn cỗi, các bạn có xịt GA3 vào để các bạn kéo cổ lên thì cây hoa cúc cũng không lên được chiều cao bao nhiêu. GA3 nó chỉ có tác dụng khi cây hoa cúc của chúng ta đủ ăn, đủ phân, cây phát triển non thì chúng ta kích thích vào thì nó mới có hiệu quả. Còn không thì các bạn cứ dùng cái biện pháp
là dùng điện chiếu sáng truyền thống. Còn nếu dùng GA3 thì khi mà cây hoa cúc nó xuất hiện lụ thì các bạn không nên dùng GA3 nữa. Bởi vì khi cây hoa cúc đã xuất hiện lụ, đã có lụ bằng cái hạt đậu mà chúng ta còn vẫn dùng GA3 để chúng ta kéo cái cổ cho nó cao lên để cho nó đạt cái chiều cao của cây, thì lúc này cái cây hoa cúc nó sẽ lở ra những cái bông hoa, nó sẽ bị tật, nó sẽ bị lệch bông và nó sẽ bị tật. Nó rất là xấu cho cái thẩm mỹ của cái bông hoa. Đối với lại GA3, khi chúng ta dùng kéo cho cây hoa cúc nó phát triển chiều cao, tốt nhất là các bạn chỉ kéo ở cái độ tuổi nhỏ như này. Nhưng chúng ta phải cho, nhưng chúng ta phải bón phân đầy đủ. Suốt cái thời gian cây cúc từ lúc trồng cho đến lúc ra hoa, nó rơi vào khoảng độ 4 tháng trở lại, để đạt được cái chiều cao mà tầm độ 1m3, 1m4 trở lại, đạt cái tiêu chuẩn hoa cất cành. Cũng có lơi thì chỉ độ 8-90 phân thì người ta lại thích, nhưng có lơi thì người ta lại thích những cái cây hoa cúc nó có cái chiều cao trên 1m. Lượng thường thường cái GA3 là một cái viên của nó thì các bạn có thể pha với lại 16 lít nước, các bạn xịt đẫm cây. GA3 thì bán rất là nhiều trên thị trường. Còn đối với hoa cúc mà chúng ta trồng mà chúng ta không can thiệp biện pháp kỹ thuật vào, không chiếu sáng, không dùng GA3 thì là cây hoa cúc nó sẽ rất là thấp, nhất là cái mùa đông này khi chúng ta trồng mà chúng ta không kéo cổ nó lên thì chỉ một cái thời gian ngắn thôi là cây hoa cúc nó sẽ đóng lụ, nó sẽ có lụ và nó sẽ có hoa. Cao của cây hoa nó chỉ đạt khoảng độ 50cm trở lại thôi. Thì đối với những hoa chậu thì nó rất là đẹp. Còn đối với lại hoa cắt cành thì cái chiều cao mà 50cm thì nó rất là ngắn. Còn hoa chậu thì chúng ta không cần chiều cao nhiều, chúng ta chỉ cần nó khoảng độ 70-80cm trở lại. Đấy là cái biện pháp để cho cây hoa cúc nó phát triển đạt cái chiều cao như mong muốn. Video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.